Trường sinh từ trại tập 213. Đối tượng xe sử tân giả kiểu thiền phú đặc biệt, cương giả cấp trân quốc của tổ hành động, tống bộ, bộ phận đặc thù. Tân giả, có phải ngươi là tồn tại liên hệ bí mật với tà vật, vẫn luôn đem tin tức của loài người truyền cho bọn nó có đúng không? Nếu vậy, ngươi từ lúc nào mà bắt đầu liên hệ với tà vật? Thông qua phương thức nào? Thường xuyên liên hệ với những tà vật nào? 10 năm trước, dùng năng lượng di chuyển ẩn nấp của tà vật, quả bốn mắt, thuyền hoa văn trên giấy. Trừ đi, tà vật thường xuyên liên hệ là giả mạ của thành phố Duyên Hải. Trước đây, ngươi liên hệ với con tà vật cấp Trấn Thành, kia là có mục đích gì? Tổng bộ và từ chính giường không phải đều đã biết rồi sao? Vì để giúp đỡ cho tà vật tấn công vào thành phố của Diên Hải. Tôn giả, tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi biết tà vật tấn công thành phố Diên Hải có nghĩa là thành phố Diên Hải sẽ đón đến tập kích như thế nào hay không? Và có rất nhiều người chết, ngươi sẽ bị tà vật giết chết, có đúng không? Đúng vậy. Cũng là người đã chỉ thị cho Tân Lâm đi điều thủ lĩnh từ chính giường của thành phố Diên Hải, phối hợp với thừa cơ tấn công thành của Giáng Mà. Đồng thời đã Tân Lâm không màng tất cả ngăn cản từ chính giường, quay lại thành phố để cứu bản thân. Có đúng không? Đúng vậy. Cường giả cấp trấn quốc toàn giả, tổ hành động của bộ phận đặc biệt, tội phản quốc. Tội làm phản yên bình xã hội của loài người được thành lập. Đúng là chó thật, hắn không làm người nữa sao? Thủ lĩnh của bộ phận đặc thù Hàng Thị, cường giả cấp Trấn Thành, Hàng Kiên Thù. Tử hình đi, không quá đáng mà. Cái này có gì đâu mà xét xử nó chưa, tốt nhất là lập tức chấp hành. Tôi muốn hỏi tần già một câu cuối cùng. Một trong những quân sự cấp nguyên lão của tông bộ, lão gia chủ của Kim gia, tại sao ngươi phải làm như vậy? Cấu kết với tà vật, phản bội loài người đồng bào, thân lực cường giả cấp trân quốc, chuyện này có lợi gì với ngươi? Cuối cùng, các ngươi cuối cùng cũng đã hỏi cái câu hỏi này rồi. Ở đây có người biết cấm lệnh của phòng thí nghiệm không? Lập tức tắt lại truyền ngay. Không tắt được, hệ thống lại truyền đã bị sắp nhập rồi. Đưa tần già xuống dưới. Trước đây khi tôi sử dụng năng lực thiền phú đặc thù, đều dơ hai tay ra. Huyết thiết chế cường giả chuyên dùng khóa tay. Giám sát viên đều cho rằng năng lực của tôi nhất định là phải thông qua việc giang hai tay ra thì mới có thể sử dụng được, đồng thời ghi chép trong hồ sơ. Nhưng trên thực tế thì chỉ còn búng tay một cái. Lâm Phàm mà cơ thể của cậu kính thế tù đồ, trên tay đều khó tay huyền thiết, lại có thể sử dụng năng lực. Mẹ đó, nhanh chóng đi hiện trường cứu người. Không cần phải đi, năng lực của thiên phú đặc thù của tần dạ lại kinh thế tù rồi. Nhiều nhất là đem người nhốt ở trong thế giới gường 10 phút. Đợi đến khi anh cứu người thì người đã ra ngoài hết rồi. Vậy bây giờ chúng ta có thể tiếp tục công khai xét xử. Dưới tình huống không có người làm phiền, tôi sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng vừa mới đưa ra. Tại sao tôi lại làm như vậy? Chúng tôi tại sao lời phản bội loài người thì ở chấp sâu?